Thưa quý vị, trong chương trình thời sự trước, phóng viên thời sự đài chúng tôi có phản ánh việc sai phạm của Viện Thẩm mỹ Quốc tế Mediskin tại Đà Nẵng bị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu và buộc đình chỉ hoạt động cơ sở thời hạn 12 tháng kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2023 vì đã có hành vi cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở thẩm mỹ khi chưa có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ. Nhưng đến thời điểm hiện nay, cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động gây xôn xao dư luận. Phản ánh của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Mặc dù đã có quyết định xử phạt, song Viện Thẩm mỹ Quốc tế Mediskin tại Đà Nẵng vẫn tiếp tục quảng cáo rầm rộ và ngang nhiên mở cửa hoạt động bình thường. Trong vài người khách có nhu cầu làm đẹp, phóng viên chúng tôi kích hoạt vào trang quảng cáo. Ngay sau đó, nhân viên tư vấn gọi điện mời đến viện để tư vấn miễn phí chọn gói xóa rãnh cười. Chi phí trọn gói là 825.000 đồng. Tại đây, mọi hoạt động tư vấn, chữa bệnh diễn ra bình thường. Thế em nói này, bây giờ là em sẽ đưa cho anh 3 khách năm có thể làm gì đó. Xong buổi chiều mình chạy lại bên anh. Vì lúc này mình chưa lại cái tiền học của mình đọc thêm. Còn nếu mà mình đọc vào tâm trắng, nếu mà sau này anh không làm cái dịch vụ gì ra vì sợ bị đọc nữa, thì anh có thể chuyển đổi sang một buổi trang học do cơ bản. Mặc dù phóng viên đã chuẩn bị tâm lý để không rơi vào thế việt vị, nhưng sau 30 phút, nhân viên tư vấn yêu cầu phải đóng trước tiền để giữ gói ưu đãi trong ngày đến 80%. Còn không, phải đặt trước 100.000 đồng, mua gói chăm sóc da mặt mới được phép ra về. Ngay sau khi hoàn tất việc ghi hình hoạt động bên trong của cơ sở, chúng tôi đã phản ánh việc này đến Thanh tra Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Qua trao đổi, Chánh Thanh tra Sở Y tế Nguyễn Tuấn Việt cho rằng, với chức năng và nhiệm vụ của mình, Thanh tra Sở Y tế đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định xử lý vi phạm hành chính. Việc giám sát thực thi quyết định là do chính quyền địa phương đảm nhận. Sau khi mà đã có quyết định xử phạt của Ủy ban Nhân dân thành phố mà cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động, thì đối với Sở Y tế thì Thanh tra Sở Y tế cũng đề nghị là các cơ quan trên địa bàn quận là phối hợp và giám sát và phải là triệt để cái vấn đề là cơ sở tiếp tục hoạt động. Chúng ta phải kiểm tra, tiếp tục kiểm tra, thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố để làm sao là cái cơ sở này phải thực hiện đúng cái quyết định của Ủy ban thành phố. Chúng ta không thể nào mà đã có quyết định của Ủy ban rồi chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái hình ảnh của thành phố. Trong đó là những người dân rồi phản ánh rất là nhiều, các mạng xã hội rồi là người ta nói rất là nhiều, thì cũng mong muốn là Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê chỉ đạo công an quận Thanh Khê giám sát chặt chẽ cái hoạt động của cái chỗ này. Để làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trong vai trò giám sát thực hiện nghiêm quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, phóng viên chúng tôi đã trao đổi với lãnh đạo các đơn vị có liên quan. Và điều ngạc nhiên là không hiểu tại sao đến hiện nay, một số đơn vị vẫn chưa nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch thành phố và việc triển khai xử lý chưa triệt để. Các cơ sở và doanh nghiệp thành phố cấp thì thanh tra sở lão lao này là chỉ rất nhiều, và những cái cơ sở mà do quận cấp thông qua phạm cái quả đầu tư là chúng tôi chỉ trách nhiệm. Tuy nhiên trong quản lý nhà nước ấy, thì dù có doanh nghiệp hay là gì nữa mà trên địa bàn chúng tôi cũng phải có trách nhiệm là quản lý. Thì chúng tôi có trách nhiệm là quản lý, theo dõi, thống kê, kiểm tra, giám sát, là phải phối hợp với Sở Y tế, chứ chúng tôi là không độc lập làm gì đó được. Trong khi chờ đợi sự phân cấp, phân quyền, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, nhiều người rất bức xúc trước việc ngang nhiên mở cửa hoạt động, quảng cáo rầm rộ, tiếp tục chiêu dụ khách hàng của Viện Thẩm mỹ Quốc tế Mediskin tại Đà Nẵng. Hắn nói là một ngày hắn tiếp 1.000 khách hàng. Sau khi tôi nộp đơn cho công an quận Thanh Khê thì hơn 2 tháng sau tôi vẫn không nhận được phản hồi từ công an quận Thanh Khê. Sau đó nữa thì do có một cái comment của tôi trên trang truyền hình an ninh Đà Nẵng thì công an quận Thanh Khê có mời tôi lên, thì công an quận Thanh Khê cũng có gửi lời xin lỗi là vì nhiều việc quá cho nên sơ sót không kịp gửi cái thông báo cho tôi. Hiện trên địa bàn Đà Nẵng có 82 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ được Sở Y tế xác nhận thủ tục tự công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ.
Trong khi đó, quận huyện cũng cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh hơn 500 cơ sở liên quan đến lĩnh vực thẩm mỹ. Tuy nhiên, thực tế con số này còn lớn hơn nhiều, bởi nhiều cơ sở hoạt động chui, trá hình ngày càng tinh vi, và từ đây gây nhiều hậu quả khôn lường, tiền mất tật mang cho người dân. Và Viện Thẩm mỹ Quốc tế Mediskin tại Đà Nẵng là một ví dụ. Thưa quý vị, tính từ năm 2022 đến nay, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra 40 cơ sở và xử lý 22 trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, theo nguyện vọng của những người đã phản ánh mà phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng ghi nhận được, họ mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ sự việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để bảo vệ sức khỏe người dân, tránh xảy ra sự việc tương tự. Ngay sau khi Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng phát loạt phóng sự điều tra làm đẹp tại cơ sở thẩm mỹ không đủ điều kiện, coi chừng tiền mất tật mang vào tối qua với tiêu đề lần theo phản ánh của người dân, Đài chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của cử tri thành phố. Mời quý vị theo dõi một ý kiến cử tri trong chương trình Thời sự Đà Nẵng TV vào tối mai thứ Bảy ngày 11 tháng 11.